Gòn. Ở Sài Gòn đang ở chỗ nào? Em ở quận Gò Vấp. Gò Vấp ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Giống điều tra xét hỏi quá ha cưng. Vui không? Vui không? Vui. Bây giờ chị mới thấy em vui á, chứ nãy chưa vui nha. Rồi cảm ơn em. Bây giờ bạn nữ ghế màu xanh, em tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ em tên là Thiều Thủy Thúy Vân, em 23 tuổi. Em quê ở Đồng Nai, em làm nhân viên ở bên khách sạn. Nhân viên khách sạn? Dạ. Là ở đâu, ở Sài Gòn hay là Đồng Nai? Dạ ở Sài Gòn. Chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ, mời em giới thiệu. Em xin chào hai chị MC. Và... Vậy hai chị MC hả? Hai anh chị. Hai anh chị. Yeah. Em tên là Hồng Gia Lân. Năm nay em 31 tuổi. Là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Ủa em cao mét mấy? Dạ em chỉ cao 1m75 thôi. Sao 1m75 là chưa thấy chưa đủ để cao bóng rổ mà sao em chơi bóng rổ? Bóng rổ là phải 1m8 trở lên đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em lùn nhất sân. Em lùn nhất sân. Lùn nhất sân? Dạ. Mình có thi đấu giải thưởng gì kể nghe chị Tường nghe chứ coi. Em đang thi đấu giải chuyên nghiệp PBA của Việt Nam mình. Chơi được mấy năm rồi em? Em chơi cũng lâu rồi, chắc cũng phải mười mấy năm rồi. Nhưng mà chuyên nghiệp thì chỉ mới 6 năm thôi. Rồi cái mùa dịch vừa rồi là coi như là bó giò bó cẳng, không có được chơi ra gì đâu đúng không? Thực sự là mùa giải vẫn diễn ra, tụi em cách ly ở Nha Trang và thi đấu vừa mới xong. Hôm nay chúng ta có một chàng trai thể lực rất là dữ dội. Bây giờ nè, bạn nữ, ghế màu đỏ em tự giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào các anh các chị đang có mặt trong trường quay cùng với hai bạn nam cùng với chị nữ. Em là Đào Thị Mai, em vừa làm MC và vừa làm một công việc liên quan tới marketing nữa. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, còn quê thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Nghe có cặp hồng đào rồi đó. Hôm nay mình tham gia chương trình ghép đôi thần tốc á, nhưng mà một người sẽ có hai cái cơ hội. À, cái này là tạm ghép đôi, ghế đỏ, ghế xanh là để cho dễ theo dõi câu chuyện thôi. Hiểu không? Nhưng mà các bạn là có quyền là ngắm nghía cả hai cô ở hai chiếc ghế bên kia. À, các cô bên kia cũng có quyền ngắm nghía cả hai anh bên này luôn. Rồi ai mà mình cảm thấy thích hợp á, là mình cho mình chọp liền. Lỡ người ta không chọn mình thì sao? Người ta không chọn mình thì coi như là mình thì mình về, mình chờ cơ hội dịp sau cuộc đời. Mà nếu ai cũng may mắn hết thì ai mà còn ế giống như chị Tường. Đúng không? Chị Tường cũng may mối người ta, chị Tường vẫn ế nè. Ủa vậy hả? Chúc chị may mắn lần sau đi em. Thôi hai chị em may mắn lần này đi. Như vậy là bốn người chơi rồi. Bây giờ quay trở lại với chàng trai ở chiếc ghế màu xanh nè. Vui chưa? Chưa vui là báo chị làm vui nữa. Vui chưa? Vui rồi. Vui. Giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em làm việc nhóm tốt. Thứ hai là khả năng em giao tiếp, em dẫn dắt câu chuyện tốt. Nhược điểm của em là em hơi ít nói. Tật xấu thì em chỉ có cái là em hơi bị xấu ngủ. Ví dụ như em đang ngủ mà ví dụ như bị làm phiền thì em có hơi quạo, hơi quạo xíu. Kiểu đang ngủ mà ai làm gì mà vô duyên mất giấc ngủ là quạo phải không? Em hơi quạo xíu. Cái nết ngủ cũng duyên rồi đó. Rồi bên kia. Vâng, sao em? Dạ. Điểm mạnh và điểm yếu của em thế nào? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, chăm sóc gia đình, biết chăm sóc người yêu và vui vẻ hòa đồng với mọi người. Điểm yếu của em là mỗi khi mà giận lên là hay đập đồ này nọ. Ví dụ những món đồ em đập? Dạ, điện thoại, người đứng gần cái gì đó là em sẽ đập cái đó. Chị tốn kém vậy em? Đó giờ đập mấy cái điện thoại đây em? Chắc cũng hơi nhiều. Trời ơi sao nghe trời bên đây ta kêu trời rồi nè. Ngoài cái điện thoại có đọc cái gì mà giá trị hơn cái điện thoại chưa? Nước hoa rồi này nọ cũng đỡ. Trời mấy mốt từ giờ về sau mình đập cái gì đó nó nhẹ nhẹ, đập chiếc dép có gì không là... xài thì em nhắn tin chị Tường, chị qua chị Tường hốt nha, đừng đập địa phí lắm em ơi. Chứ mấy mốt mà mình có chồng có con đó, mình chi tiêu trong nhà đó, trời ơi mình đập xong là mình tự bỏ tiền ra mình mua đó em. Tiền của chồng mà chị. Tiền của chồng mà chị. Trời ơi, duyên dáng của tiền của chồng phải tiền của em hả? Thì của chồng công vợ. Thì tiền chồng công vợ thì vợ phải giữ chứ, từ vợ đập rồi tự nhiên phí công của vợ mà tốn tiền của chồng vậy. Ta nghe người ta đập điện thoại em ở đây em làm gì, em bấu tay bấu chân như vậy, điện thoại của người ta mà. Sợ. Sợ cái gì? Cầu thủ mà còn sợ nữa đó. Rồi bây giờ đâu em chia sẻ cho chị nghe coi là điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè. Điểm mạnh của em thì em khá là xuyên đi làm kiếm tiền, chịu khó giỏi. Xuyên đi làm chắc... kiếm tiền. Ngoài cầu thủ em làm gì thêm nữa nè? Trước đây em đi dạy nên em đi dạy bóng rổ cho con nít. À là giáo viên. Và em là hả? Em là giáo viên thể chất của trường quốc tế Úc ạ, ở quận 2 ạ. Điểm yếu của em là em hay bị stress về công việc, ít nói và xấu ăn xấu ngủ một tí. Ủa bên đây xấu ngủ thôi tôi đã mệt rồi, bên đây còn xấu ăn nữa, xấu ăn là xấu sao? Em đói là em sẽ bị khó chịu, sẽ cọc.
Nhưng mà được ăn rồi là em sẽ cười ra thôi. Ồ, vậy là cũng dễ nuôi ha. Ai biết ý cái việc đi đâu đem theo đồ ăn những dạ, đúng rồi, vậy đúng đó rồi. Ha. Chị cho em đồ ăn, em cho chị tiền nha. Ở ngủ là xấu sao? Y như bạn này vậy đó hả? Ngủ thì em sẽ ngủ nhiều à, nếu mà bị giật mình dậy giữa chừng nó sẽ hơi khó chịu à. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Nè bé Mai. Dạ. MC nè, bắt đầu nè, tác nghiệp. À không, đây là sân khấu của mọi người mà, em chỉ là người chơi thôi. Dạ, à, em biết mình ở đâu ạ. À, rồi, vậy sao nè, thế mạnh. Thế mạnh của em nghĩ là hòa đồng. Tại vì bỏ em vô môi trường nào em cũng có thể dễ dàng làm quen với cả môi trường và cả con người ở trong đó nữa. Em nghĩ một cái thế mạnh nữa của em đó là em có thể bình tĩnh. Nếu như có một việc nào đó xảy ra đột ngột, bất ngờ thì ít nhất là em cũng sẽ có được giữ cho mình một 3 giây suy nghĩ rồi mới có thể hành động. Còn về cái điểm mà xấu đi, điểm yếu đi thì em nghĩ là có lẽ là vì mình chưa có kinh nghiệm quá nhiều về yêu đương, về hẹn hò nên là em chỉ biết được là khi mà mình có một người nào đó ở bên cạnh thì mình cần phải yêu thương, phải chăm sóc họ. Nhưng mà về chi tiết cách làm như thế nào thì có vẻ như là em hơi bị gà một tí, chưa có kinh nghiệm. Không muốn sống. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là điểm yếu của em về em tình yêu. Còn về cuộc sống của em đi thì em nghĩ điểm yếu của em là việc nói ấy. Tức là nhiều người nghĩ rằng là công việc của em là MC thì em sẽ nói rất nhiều, ở đâu em cũng nói. Nhưng mà thực tế thì em lại cảm thấy là em chỉ thích nói khi nào mà thực sự là cần thiết với cái chương trình đó, với công việc đó. Còn khi mà quay trở về nhà thì em lại có cái cảm giác là mình sẽ thu mình hơn. Em sợ là có nhiều người họ sẽ không có chấp nhận được cái việc là khác biệt giữa hai con người của em như thế. Thói quen của em như là ăn ngủ, em có bị khó chịu, khó ăn, khó uống gì không? Dạ, về thói quen ăn, em nghĩ là cần phải chia sẻ trước là thật ra em ăn chay trường. Em ăn chay trường bao nhiêu năm rồi? Dạ, được 1.5 năm rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút vào tình trường. Mời em trai ở chiếc ghế màu xanh hãy nói về tình trường của mình. Em có một mối tình từ hồi em học cấp 3. Dạ. Mối tình nó kéo dài bao lâu? Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Sau 2 năm sau này tụi em học thứ là nó khác ngành. Thứ hai là thời gian tụi em sinh hoạt nó khác nhau. Cho nên cái từ nó thay đổi. Rồi lý do gì tại mấy năm nay cũng không có thêm cái mối tình nào? Dạ, tại vì mấy năm nay em tập trung chuyên tâm em làm việc. Em muốn ổn định cho sự nghiệp trước. Bây giờ em bắt đầu em đi kiếm người yêu. Thì em có dự tính với bố mẹ em là năm 30 tuổi em mới lấy vợ. Chứ đây là mua căn nhà. Xong thì em sẽ tính cái chuyện em lấy vợ. Vâng à, chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu là do bọn em bị mâu thuẫn về tiền bạc này nọ. Nên là mâu thuẫn tiền bạc là làm ăn chung, kinh doanh hay là cách chi tiêu của hai người nó không phù hợp? Sao? Lúc mà bạn ấy đi bộ đội thì bạn ấy có phone gì cho em thì bạn ấy nói là bạn ấy cần tiền. Nhưng mà khoảng thời gian đó thì em còn đi học nên là em không có tiền để đáp ứng cho bạn đó. Thì lúc đó là tụi em mới mâu thuẫn rồi xong rồi mới cãi nhau đến chia tay. Rồi sao? Mối tình thứ hai như thế nào? Dạ, mối tình thứ hai thì bọn em quen nhau được vài tháng. Thì cảm thấy là không có mục tiêu chung với nhau, không có chí hướng chung với nhau nên là em chia tay. Em trai ở ghế màu xanh đó giờ có mượn tiền bạn gái không? Dạ không. Ví dụ kẹt quá có mượn không? Dạ quan điểm em là không mượn. Em nói chung là vấn đề tiền bạc nó là những cái vấn đề rất là nhạy cảm. Nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái việc tình cảm của hai đứa. Nên tuyệt đối vấn đề về tiền bạc em sẽ không mượn. Nói cho bạn nó cho em cũng không lấy. Thẳng thái quá ha. Dữ à. Rồi bây giờ quay lại chàng trai bóng gỗ tôi nè. Đó giờ có mượn tiền bạn gái không cưng? Hào thủ. Mình dư tiền mà đâu mình phải làm cái tiền dư tiền mà. Ví dụ như bạn gái khổ quá mượn tiền có cho không? Em thoải mái mà. Chết. Em sẵn sàng mà. Dữ là. Rồi bạn gái mượn xong rồi bạn gái chia tay bye bye rồi sao? Thì chịu thôi. Thì tình trường sao? Em thì chắc hai mối tình chính đi ạ. Chính như thế nào? Thì em quen một bạn 8 năm. Trời ơi. Trời. Là mối tình đầu hả? Dạ. Ủa chia tay uổng quá vậy em. Sao vậy? Nói chung là nó có nhiều cái bất đồng quan điểm do mình thay đổi môi trường công việc. Rồi ngay giai đoạn đó em lại bị suy sụp về mảng tài chính nữa. Giờ em cảm thấy mình không đủ khả năng này nọ thì em dừng lại. Mà 8 năm quen người ta mà không có cầu hôn hả? Em cầu hôn rồi. Cầu hôn bạn nói nhận lời không? Dạ có. Em cầu hôn ở đám cưới của bạn em.
chỉ có biết là cuối buổi tiệc đám cưới mình sẽ có cái trò tung hoa mà. Ừ. Thì em set up là cô dâu sẽ cầm cái hoa đó lại tặng thẳng bạn đó. Thì lúc mà tặng bạn đó xong thì em sẽ xuất hiện và em tặng nhận cô. Lúc đó cái không khí chỗ đó như thế nào? Bạn gái em như thế nào? Bạn gái em khóc nhiều, em cũng méo, em cũng khóc à. Ồ, đẹp quá, nghe lãng mạn quá, 8 năm mà cầu hôn đẹp như vậy. Mà sao cái cầu hôn thì bao lâu sao chia tay? Năm sau thì phải. Có bao giờ em nuối tiếc không? Nghĩ lại em có nuối tiếc? Có nhiều ạ, tại vì lúc đêm trước khi bạn đó đám cưới hôm sau thì bạn đó có nhắn tin cho em là mập ơi, ngày mai em đám cưới rồi. Sao kêu em bằng mập chị, thấy em có mập dạ, gì đâu. Dạ tại trước đó là bạn đó hay nấu ăn cho em mỗi ngày và em thích được chăm sóc nên em ăn rất là nhiều. Em có lúc em mập, rất là mập. Em lên sân đấu mà ai cũng bảo em lăn không. Bạn đó nhắn tin cho em cũng trả lời lại là cưới trước tôi thì hãy hạnh phúc nhé. Rồi em khóc nguyên đêm từ đêm đó tới sáng sau. Trời ơi. Bao nhiêu lâu sau thì có mối thứ hai? Mối thứ hai khi em quen cũng 2 năm hơn. Cũng vừa chia tay đây. Bạn đó thì nhỏ lắm, nhỏ hơn em tới 11 tuổi. Bạn đó lên quán của em lúc bạn đó mới 18 tuổi mà em không biết. Lúc đó là em đang là chủ của quán cà phê. Bạn đó lên thì em phải tiếp khách này nọ. Thì nói chuyện qua lại em không biết tuổi. Đến khi mà bữa hẹn hò đầu tiên đi xem phim, bạn đó xuất hiện với một bộ đồng phục cấp 3 thì em cũng sợ. Bạn đó xuất hiện với một bộ đồng phục cấp 3 thì em cũng sợ. Mà sao chia tay? Khác biệt về tuổi tác rồi gia cảnh và những cái định hướng tương lai nó không có giống nhau lắm. Rồi ai đề nghị chia tay? Cổ hả? Kỳ vậy, sao cổ cua em rồi cổ chia tay luôn? Thì chắc là... Chơi xong bỏ hả? Em dễ dãi quá, anh ta chơi xong bỏ. Em thấy hai chàng trai đây cũng thật thà. Mai, dạ. Cuộc tình em như thế nào? Khó nói hả? 3 giây sau dạ, mới không là im lặng đó anh. Là không có cái gì trong khoảng đó hết á. Là không có gì sau đó nữa. Dạ tức là chỉ là không, không cuộc tình nào cả. Thì em kể cái gì bây giờ? Là chưa có mối tình là nào chưa hả? Chưa từng hẹn hò chị đó. Trời ơi khổ ghê, khó mọi người nhục quá. Không ai tán, không có người tỏ tình luôn. Người ta nói là hả, những người ế là thường chỉ có nhìn đằng trước không nhìn đằng sau á. Không, em nhìn tứ phía luôn chị, không một ai. Nói về phía em trước đi. Ok. Em có khi nào thấy anh nào mà em rung động, em xao xuyến trong lòng chưa? Có. Có. Có rung động. Rồi, em rung động em có dám ngỏ lời, dám tấn công người ta không? Ôi đây sợ. Chị hỏi về tính cách đó để coi tại sao em ế. Có không? Có. Nhưng không dám. Lần sau bạo động hơn chút xíu, nghe không? Không, em sợ á. Em sợ em tỏ tình em dính á. Hả? Cái gì? Cái gì? Tại vì kiểu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên là ôi chết, giờ mình tỏ tình dính phát rồi hẹn hò sao ta, mình không biết là bước tiếp theo mình phải làm gì á chị. Thì đàn ông lo chứ em lo chi chuyện đó, em lo xa quá. Mục đích của em đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phải làm gì nè? Lại sợ đúng không? Không, sợ đã không tới rồi anh. Tới là phải đỡ sợ rồi. Là phải chủ động đúng không? Bỏ cái sợ ngoài cửa mới vô đó anh. Rồi bây giờ hỏi nè, em có bao giờ cảm nhận thấy có cái anh nào nhìn mình mà có vẻ như là muốn sạc điện với mình, muốn cua mình, muốn tới với mình không? Mà cái mặt em nghiêm quá, người ta sợ người ta giọt không? Không chị ơi, em ở bên ngoài rất là hiền lành thảo mai dễ thương luôn á chị. Rất là hiền lành thảo mai dễ thương luôn á chị. Rất là hiền lành thảo mai dễ thương luôn á chị. Đẹp gái, tuổi trẻ, có cái lý do gì mà không có anh nào để ý? Em cũng nhìn mình trước gương bao nhiêu lần rồi, em cũng tự hỏi mình như thế rồi chị, nhưng mà thôi các chàng trai ơi, vô lý quá. Em có nghĩ là em kiểm soát cảm xúc quá không? Tại vì em nói là cái chuyện gì tới bất ngờ với em cũng có thể 3 giây sau em sẽ bình tĩnh lại đúng không? Dạ. Yeah. Có khi nào là em đang ngồi bị người ta tán một cái tát? Trời ơi hết hồn. 3 giây sau. Vậy bây giờ em hỏi là nếu như bây giờ em bị tán cái tát một cái á thì phản ứng nào mới là bình thường anh? Tức là phải trong vòng 3 giây đó là phản ứng liền hay là phải sau 3 giây phản ứng mới bình thường? Em nghĩ là mỗi người một phong cách thôi thì em phản ứng chậm chậm thôi, bình thường thôi. Thôi được rồi, thôi để mấy chàng trai người ta phân tích đi chứ chị chắc là khó phân tích quá. Không, dù khi vậy chứ đúng gu nhau là tự nhiên nó khớp liền hả em ơi. Bây giờ cho chị hỏi một chút xíu, mẫu người lý tưởng của em sao? Mẫu người của em thông minh, hiểu chuyện, biết chăm sóc em và chăm sóc bản thân. Ủa sao em không chăm sóc người ta mà em bắt người ta chăm sóc em? Tại vì em thích được chăm sóc. Mặc dù em thích được chăm sóc nhưng mà chắc chắn là em phải chăm sóc ngược lại. Ok, đó nghĩa là em đưa tiền cho chị sẽ mua đồ ăn cho em. Ok, là kiểu đó đúng không? Em thích vậy không? Rồi, dạ, em cứ việc chăm sóc anh đi, còn thế giới để anh lo. Thí dụ như có cái người vừa ý thì khi nào là kết hôn?
Nhà cửa em có rồi, quán kinh doanh em cũng có rồi, sự nghiệp em cũng có rồi. Thì giờ em muốn cưới lúc nào cũng được, quan trọng là phải có hợp em hay không thôi. À, nhưng mà giờ hỏi thiệt nè, hồi nãy em nói bạn gái của em là đều nhỏ tuổi hơn em đúng không? Hai cái cô của chương trình hôm nay là đều nhỏ hơn em. Nói tao chung người ta nhỏ hơn em nhiều vậy em có ngại gì không? Tại vì em đã quen nhỏ hơn em 11 tuổi thì chắc em không ngại. Nếu mà cô gái cũng nhỏ quá thì chắc chắn là cũng không thể nào mà lo cho em một cách chu đáo. Đúng không? Giống như ví dụ như là cô gái ở ghế màu đỏ đi lại chưa có tình trường nữa, chưa có mối tình nào không thì có người kinh ta nghiệm. Phụ nữ là luôn luôn được cưng chiều, được quan tâm, được lo lắng. Cái đó em làm dễ mà. Tại vì em đòi là phụ nữ phải chăm sóc em nên chị em lo. Chịu, em chịu được hết mà, quan trọng là bạn đó phải kiểu thông minh, tinh ý và vui tính thì rồi, nó sẽ dễ. Đó là cô gái ở vị trí màu đỏ. Bây giờ giả tỷ như hồi đó em thích cô gái vị trí màu xanh nè, giờ cổ chăm sóc em hết mỗi tháng cho cô cái điện thoại cô đập thôi được không? À, mọi người xung quanh bảo em rất là hiền. Mà giờ cứ mỗi lần cọc lên cái đập về em sợ chứ em chạy thôi được rồi. Bên đây luôn nha Đạt, vui. Dạ em đang vui, dạ vui. Vui. Rồi bây giờ muốn tìm người bạn gái để quen 5-6 năm cưới luôn nè. Bạn gái sao nè? Thì thứ nhất là bạn phải lắng nghe, chia sẻ. Mà nếu mà chồng mình phải tin tưởng với nhau. Và điều đặc biệt là bạn nó phải biết yêu bản thân mình. Nói chung là yêu bản thân mình và phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cho dù gặp bất cứ một trường hợp nào mình cũng phải biết tự bảo vệ chính bản thân mình. Còn về ngoại hình thì em không có quan tâm lắm. Em cao mét mấy? Em cao 1m8 chị. Gì 1m8 dữ vậy? Em còn cao hơn cầu thủ. Cao hơn luôn vậy? Yeah, cao hơn em mà. Cao hơn hả? Ừ. Chị có cần đo không? Chị tin em. Để đâu biết đâu. Chị hơi ngạc nhiên thôi. À có thể này nó có da có thịt hơn này. Đến năm nay thấy này nó trời ơi trời ơi 1m8. Rồi bây giờ vui lên nào. Mẫu người lý tưởng em như thế nào? À, mẫu người lý tưởng của em là chững chạc một xíu, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm sóc cho em một xíu, lắng nghe rồi tin tưởng em. Ngoại hình thì ưa nhìn, cao hơn em được. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m68. Hai người đàn ông bên bển là cao hơn em hết rồi đó. Em có thích gì một người đàn ông gì đó nó lạ lạ không, là ví dụ như râu ria hay là hình xăm mảnh bậm trợn đồ một cái gì đó? Dạ không, em không thích mấy cái râu ria hình xăm, em chỉ thích con trai tập gym. À xin mời quý vị. Dạ không thích râu ria. Không thích râu ria. Dạ xin mời quý vị, em không thích hình xăm. Em đĩa dữ lắm, đĩa lẻ lắm. Trời ơi em em bị gạch tên con ca khó đây nè. Thế Mai, cái mẫu người em như thế nào? Có phải là người ngoài hành tinh không? Có phải là người ngoài hành tinh không? Tại vì em thích được cưng chiều lắm. Để xem có cần ưa nhìn không ta. Tại giờ nếu mà nhiều tiêu chí quá, xong người ta kêu là ế là đúng rồi, làm tiêu chí quá. Nhưng mà em có thì em cứ nói đi chứ. Em nghĩ là nếu như một ai đó thích một ai đó thì chỉ cần để tâm tới họ thôi là sẽ biết được họ muốn gì, họ cần gì. Nên em mong được cái đối phương của mình sẽ cưng chiều em là một phần, hai là có thể để ý và để tâm tới em. Để biết được là à lúc này em cần điều gì, lúc này em không cần điều gì. Và đương nhiên khi em đòi hỏi người đó cái sự để tâm á, thì em cũng sẽ để tâm tới bạn đấy. Em vừa muốn được cưng chiều mà em còn vừa cưng chiều bạn nữa thiệt á. Tại vì với tất cả những người bạn bè chơi chung với em cho tới bây giờ đều cảm giác được là em sẽ có cái thói quen là kiểu chăm sóc họ, là em sẽ để ý là à bạn này sẽ như thế nào như thế nào như thế nào, sẽ muốn gì cần gì và thích ăn cái gì chẳng hạn, như vậy là em sẽ để ý hết. Để em có thể quan tâm được họ tối đa. Nào đó là lý thuyết thôi phải không? Chứ em chưa yêu ai sao? Thì đó là bạn thân, thì bây giờ mình nâng cấp bạn thân lên là thành bạn trai. À mới bạn thân thôi là em đã để ý người ta dữ vậy rồi, huống chi là bạn trai đúng không? Đúng rồi. Em cần cái sự bên trong nội tâm, nội tâm. Dạ. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện ngày hôm nay có thành công hay không thành công chị chưa biết. Dạ. Nhưng mà thành tâm mà chị chia sẻ với em, ráng có bồ sớm nha. Biết sao không? Phí phạm tuổi thanh xuân lắm, đẹp quá, trẻ quá mà. Bây giờ em đã đẹp rồi nhưng mà em có bồ em còn đẹp hơn nữa. Chị gái em, chị ấy lớn hơn em 9 tuổi là là bây giờ ba đứa con rồi. Ví dụ như là buổi tối nào em báo với chị em là chị ơi giờ em không có về nha, em ở lại nhà bạn á, xong rồi chị em hỏi lại hey, bạn trai bạn gái? Cái em kêu chứ gái. Trời gái gái là mẹ gì? Em trai mẹ chứ. Tức là giờ nhà em đang mong em có bồ mọi người. Mà em có mong hay không? Bản thân em mong không? Mong thì bây giờ một hồi nữa là làm ơn làm phước cố gắng bật đèn rồi lên hết bụp nha. Chiếu chị bắn bùm chéo cho chị nha. Dạ vậy bây giờ thì Cát Tường xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ xem tiếp những cái ý kiến của những người thân. Mặc dù là ngày hôm nay họ không đến được ngay tại trường quay này, nhưng mà chúng ta cũng lắng nghe ý kiến của họ nha. À hello em trai. À hello anh chị. À em tên Khánh Đạt. À em là bạn của Vân.
Hồi nãy giờ em nghe các bạn nữ rồi cũng như là hai chàng trai hôm nay chia sẻ thì cái suy nghĩ của em, cái cảm nhận của em là ngồi khách quan ở bên ngoài thì em thấy như thế nào? Giấy xanh á, nhìn có vẻ chững chạc, chững chạc, có lại có tiêu chí mục đích sống rồi nọ cho tương lai cũng rất ok, rất ổn, không sao hết. Còn về mà anh nấu đen thì cũng rất ok, anh có cái phong cách ăn mặc đồ nọ nhìn rất là thời trang hiện đại. Nếu em là Vân là em sẽ chọn anh ghế sinh dương á, rồi hai người cùng nhau là xem tuổi với nhau rồi yêu thương nhau, vì nhau phấn đấu rồi dung hòa hiểu nhau. Cảm ơn em. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa chị Tường ơi? Mình hãy làm nhiệm vụ của mình đi nè. Mở cửa trái tim. Cảm giác như thế đầu tiên của em khi nhìn thấy hai chàng trai ngày hôm nay là như thế nào? Sau 3 giây nữa phải đợi. Thì phải để suy nghĩ chứ. Đúng rồi, suy nghĩ đi em. Dạ vui ạ. Bây giờ mà em nhìn chăm chăm người ta thì có kỳ lắm. Không có gì kỳ hết trơn. Tại vì mở cửa ra để cho mọi người nhìn nhau mà. Mặt căng quá vui lên em, người ta đang nhìn mình vui lắm. Nhìn cô đúng rồi mắt nhau vậy trời. Thôi giờ chuyển qua tên Thúy Kiều nè. Thúy Vân. Thúy Vân. Thúy Vân tôi qua tới Thúy Kiều luôn. Trưng chuyên quá, Thúy Vân đi chọn hạnh phúc. Thấy hai bạn thì cũng được, nhìn cũng lịch lãm, cũng ok. Hai áo xanh thì hơi lịch lãm hơn một xíu. Tắt em mình vui lắm. Thấy cười thôi chị. Anh thấy anh ghế màu đỏ mới là nhìn ngầu hơn á. Nhưng mà người ta không thích râu. Lý do gì em thích râu? Nhìn nó sao? Tại sao? Em mà thấy mấy người mà có râu là em sẽ nhổ hết đi. Em không thích. Anh Đạt ơi, coi chừng anh Đạt ơi. Thì nãy giờ ngồi né né không à. Không, nhưng mà tại sao em không thích râu? Chị là cũng không thích râu đó. Em nói trước tại sao em không thích rồi chị sẽ nói tại sao chị không thích. Mỗi lần hôn rất cả cả. Tôi không thích râu tại tôi sợ dơ. Ủa râu sao dơ chị? Thì chị, ủa kệ chị. Thì chị, anh Đạt, mình chị... để râu mình đâu có dơ đâu. Không, mà nhưng mà đối với chị, con mắt chị nhìn là chị thấy râu, chị thấy dơ. À vậy hả? Bụi nó sẽ bám vô râu của em. À đó, vậy để em quay qua. Bé Mai, thích râu không? Sao cũng được. Cô bé này có vẻ dễ chịu hơn ha. Tại vì có thể cạo mà chị. À có thể cạo. Chị nói cho em biết một cái tin khoảng tầm 90% chị em phụ nữ là không thích râu. Chỉ có 10% là sẽ thích râu thôi. Vậy em phải đợi. Đợi gì? Đợi 10% xuất hiện. Ok, em cứ đợi 10% xuất hiện. Rồi, cái bây giờ qua hai chàng trai của tôi. Thôi lỡ kính lão đắc thọ nha tôi. Kính lão đắc thọ nha tôi. Anh lớn nhất á. Anh lớn nhất cho anh ý kiến trước. Em đi về được không? Cảm xúc đầu tiên khi thấy hai cô gái của chương trình ngày hôm nay. Hai bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Giọng nói thì rất là ngọt ngào này nọ, thu hút. Không, mà thật ra là vui thật. Lên, vui. Em đang vui. Chắc đầu tiên của em thì hai bạn mới thấy anh. Thứ tiên là hai bạn rất là xinh. Mỗi bạn một cá tính, mỗi bạn một sắc màu. Thật tình thì em thấy em có ấn tượng với bạn riêng một ghế màu xanh. Ấn tượng vì cái điều gì? Bước ra em thấy bạn, thứ nhất là bạn nhìn bạn rất là xinh. Thứ hai, bạn có một cửa là tỏa nắng. Theo thấy như là... lúc mà trước khi mở cửa trái tim thì em tưởng tượng là được bao nhiêu phần trăm. Mà mở cửa ra thì em thấy nó được bao nhiêu phần trăm? Em đã tưởng tượng là khoảng 80%. Rồi giờ sao cuối cùng trên thực tế? Mở cửa ra đó là 100%. Ghê vậy? Thì em thấy là bạn rất là được. Em muốn tấn công gì không? Mục đích ngày hôm tấn nay tấn công cho chị, hỏi thôi người tấn ta trả lời. Tấn công liền. Câu đầu tiên em muốn hỏi anh ghế xanh. Rồi. Dạ. Công việc của anh là IT đúng không ạ? Ừ. Thì anh có nhiều thời gian để chăm sóc bạn nữ hay không? Thông thường là công việc IT em thấy là mình làm việc cũng khối lượng công việc cũng khá đúng không? Thường là nếu là chạy dự án thì còn nhiều hơn. Thì anh có thời gian hay không để chăm sóc cho bạn nữ? Và nếu mà với một người mà muốn được chăm sóc nhiều, được quan tâm nhiều, được anh dành thời gian nhiều thì anh có thể đáp ứng được không? Về vấn đề này thì đương nhiên anh đáp ứng được. Tại vì chủ yếu cơ bản là công việc của anh là chỉ bắt đầu từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ tối. Và cái về cái vấn đề quan tâm nhau thì mình có nhiều cách để mình hút, để mình quan tâm lẫn nhau. Còn về vấn đề về thời gian thì đương nhiên khi mình quen nhau mình sẽ có những cái mình đưa ra thời gian, quỹ thời gian cho nó hợp lý, để hai bên nó có tương đồng được với nhau về quỹ thời gian, cũng có nhiều thời gian để mình gặp gỡ hơn. Một câu nữa thôi nha. Em cứ hỏi. Anh có khả năng để làm cho bạn nữ đó từ đang nóng tính, đang giận thành ổn hơn,
Ủa em đang hỏi cho em mà hỏi trai vậy? Không, em hỏi bạn nữ kia đó, tại em thấy người hơi vậy. Lên đây ngồi để anh xuống ghế hỏi ngồi. Chứ tại em cũng đâu biết đâu, giờ người ta thích nấy mình hỏi dùng phải... thôi. Sao dạ? Hỏi trả lời đi cưng. Dạ. Thì cái này nếu mà bạn nữ nóng thì cái đầu tiên thì anh sẽ là để cho bạn nói cho hết. Đọc trước anh. Hả? Đọc trước thì không sợ rồi. Cái vấn đề này thì đương nhiên khi mình đã yêu nhau thì mình phải biết. Ừ. Mình né ra những cái món đồ nào mà vẫn đắt tiền. Nếu mà bạn muốn đập thì em sẽ mua điện thoại đồ chơi cho bạn chơi. À. Điện thoại đồ chơi em mua sỉ luôn cũng được nữa. À. Thì bạn tức bạn đập cái đó không sao. Còn cái vấn đề mà có thể xoa dịu được người yêu, thì anh sẽ để cho bạn ấy nói cho hết. Khi nào mà bạn ấy cảm thấy mình nói hết trong lòng rồi, sẽ cho bạn thời gian nửa tiếng tới một tiếng để bạn phải ổn định lại tinh thần. Được chưa cô? Được chưa? Được chưa chị? Ủa vậy? Chơi. Ở đây chương trình có hai MC rồi cưng. Hỏi tiếp được không? Hỏi đi, hỏi à, tôi biết đi. Mà thật ra là cảm nhận lúc nãy khi mà mở em ra là em có rất là thích nha. Rất là thích những anh mà mặc đồ full đen. Nên là có cảm giác rất là tốt với anh. Nãy giờ thấy được khen. Hậu anh cũng khen em nãy giờ cái bộ. Dạ, ok. Cái là em ăn ủi một chút tùy gu. Thì thật ra em vẫn cảm thấy là em rất ngầu. Nên là anh có biết làm những công việc lặt vặt trong nhà không? Việc lặt vặt trong nhà thì anh vẫn có thể làm được. Chỉ bỏ qua nấu ăn thôi. Tại vì anh chỉ biết nấu mì gói với lại chiên trứng thôi. Có thể được hay là anh có thích làm không? Anh hay là người bị hơi ngăn nắp một tí. Yeah, mặc dù nhìn mình bề ngoài mình có thể bừa bộn, nhưng mà việc mà sắp xếp đồ vật này nọ trong nhà, anh cần nó phải nó hơi tươm tất một tí. Anh thích tươm tất là một chuyện, nhưng ai làm cho nó tươm tất? Dạ nhiều khi em làm em ở mình mà. À thì đó, phải nói rõ cho cổ. Vấn đề là cổ đang hỏi là em có phụ cổ làm việc nhà không? Thì mình phải giúp đỡ lẫn nhau với chị. Anh biết sửa điện sửa nước không anh? À, mấy cái đó chứ anh gọi tổng đài. Đúng rồi, anh không làm mấy cái đó, nhưng anh có tiền nhờ người khác làm. Chứ mà lỡ có những cái là người ta kêu cái gì mình không biết làm thì mình nên sử dụng người khác làm. Đúng cho rồi. Mình ok. Yeah. Cũng được. Sao? Bây giờ anh không biết làm gì hết á, anh chỉ có tiền thôi. Đâu phải vậy đâu, trời ơi. Cứ như vậy cho chị. Dạ ok. Quay qua lại với Thiên Vân. Hồi nãy bạn em á là nói là em sẽ hợp với cái anh này. Ý em sao? Khi mà diễn màn ra em gặp anh nói xanh á thì em thấy chưa có gì rung động nhiều, chưa có gì mà chạm được tới trái tim của em. Em muốn người lớn tuổi hơn em một xíu. Đấy, lớn tuổi hơn em nè. Nhưng mà có râu với có xăm. Em đã bị gạch rồi. Okay. Để đâu thì cạo được. Chứ không muốn gì đó hết. À, nhưng mà giờ chị hỏi nè, mấy bạn, hai bạn trẻ với nhau đi. Rồi ai cũng lo cái sự nghiệp. Tại vì cái tuổi mới 23, 24 á. Ở đây thôi, ông chủ ngồi riêng ngồi nghe đi nha ông chủ. Là bây giờ mà ba bạn mà sắp lá cả nhau, toàn sang sẻ tuổi nhau mà ai cũng phải đi làm. Thế thì bây giờ rủi, nhưng mà mấy bạn như vậy mà cùng lấy nhau về thì cái việc nhà các bạn có phụ nhau làm hay không? Thí dụ quan điểm của em có cho vợ em đi làm không? Hay là em lấy vợ về thì vợ ở nhà phụ việc nhà? Không, quan điểm của em là vợ chồng bình đẳng. Vợ đi làm, em cũng sẽ để cho vợ đi làm. Còn về mấy vấn đề việc nhà thì nếu mà vợ em nấu cơm thì em sẽ rửa chén. Chia đều công việc ra, nói chung là bình đẳng. Vợ làm một thì chồng làm một, vợ làm hai chồng làm hai. Hai là... trong một, một mà hai, giống như là bột giặt choi gì đó quý vị ơi. Bột giặt choi, hai trong một, giặt và xả tất cả trong một sẽ hỗ trợ cho các em làm việc nhà. Đúng không? Mình không có phân chia ra cái nào của vợ, cái nào của chồng hết. Mà nói chung ai rảnh thì làm. Bây giờ là tới ông chủ được lên tiếng nè. Nãy giờ là bị trả lời không à. Bây giờ em có muốn hỏi các bạn nữ ngày hôm nay cái gì không? Hay giờ tặng quà đi. Em gái, mình mạnh mẽ hơn ảnh nữa. Bé chậm 3 giây. 3 giây. Dạ, tặng quà em. Tại vì món quà này nó có ý nghĩa và có thông điệp của em gửi tới cái người đối phương. Nên là em muốn nếu như được thì cho em sau khi lựa chọn xong. Nếu như người đó thực sự chọn em chọn người đó thì em sẽ tặng. Còn nếu mà không ai chọn ai là đem về. Mang về. Không tặng sao anh Đạt. Thôi, anh cũng dám nhận đâu rồi. Rồi, thôi bây giờ nè, cơ hội cuối cùng cho tất cả những người tham gia chương trình. Có còn ai muốn phát biểu gì nữa hay không? Suy nghĩ. Thúy Vân. 3 giây. Em. Tôi qua tới em rồi đó. Mà 3 em giây tới nè, em luôn 3 rồi giây sau rồi đó. Tới em luôn rồi. Ừ. Em hỏi lão bạn. Được. Ok. Anh có kiểm soát người yêu của mình không? Nói thật sự là anh gần như anh để bạn gái mình thoải mái. Vấn đề ở đây là mình tin tưởng lẫn nhau thôi. Yeah. Chứ để mà mình kiểm soát một ai đó thì mình sẽ làm họ sống trong một cuộc sống rất là khó chịu và bí bách. Em hết rồi. Nhất định là cũng không cạo râu đúng không? Tại vì em cạo râu nhưng mà em ngu lắm. Nó không có được cái ngầu như vậy được. Không, chị thấy em rất ngầu, em cạo râu rất ngầu. Em tinh thị thử cho một lần. Chị nói em nghe nè, bộ râu này em để 2 tuần nó ra được vậy đúng không?
hai tuần thôi. Em hy sinh gì câu nói chị Tường hai tuần thứ coi nhiều khi đợi. Nhưng mà giờ lúc đó người ta gặp mình không có rau xong người ta ok, hai tuần sau cái mình có rau cái người ta không ok nữa. Không, ăn thua lúc đầu thôi à. À dạ. Vô rồi là muốn làm gì làm. Hiểu không? Okay. Mở cửa nhà ra người ta vô chốt lại là muốn làm gì làm. Quan trọng là bây giờ mình có rau người ta đứng trước cửa người ta chưa vô, cạo rau người ta vô, nhốt lại mọc rau. Ok. Nhớ bộ. Thử đi. Ok. Dạ, dạ, dạ. Vậy đi. Thời gian tìm hiểu nhau tại chương trình đã hết. Đến với chương trình mỗi người đều có ba cái quyền được lựa chọn. Một, lựa chọn cái bấm cái nút màu đỏ. Hai là lựa chọn bấm cái nút màu xanh. Nếu mình có để ý một cái người nào ngồi ở cái ghế màu nào thì mình bấm cái nút màu đó. Quyền lựa chọn thứ ba là ta không cảm thấy có cảm xúc gì cả thì chúng ta có quyền không bấm. Mình có quyền thứ tư không chị? Quyền thứ tư là bấm gì? Bấm hai nút gì nữa? Bấm hai nút và đèn tôi nó chập mặt rồi nó tắt điện luôn rồi sao? Là anh bấm nguyệt em luôn á. Xin mời các bạn hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Bây giờ các bạn có 5 giây để lựa chọn cho mình một quyết định chín chắn nhất. 5 4 3 2 1 Em mong được cái đối phương của mình sẽ cưng chiều em là một phần. Hai là có thể để ý và để tâm tới em để biết được là à lúc này em cần điều gì, lúc này em không cần điều gì. Và đương nhiên khi em đòi hỏi người đó cái sự để tâm á thì em cũng sẽ để tâm tới bạn đấy. Thông minh, hiểu chuyện, biết chăm sóc em và chăm sóc bản thân. Chững chạc một xíu, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm sóc cho em một xíu, lắng nghe rồi tin tưởng em. Điểm chắc đầu tiên của em thì hai bạn mới lên. Thứ tiên là hai bạn rất là xinh. Mỗi bạn mỗi một cá tính, mỗi bạn một sắc màu. Thật tình thì em thấy em có ấn tượng với bạn riêng một cái màu xanh. Bấm. Bấm đi nào. Bấm thôi. Em bấm đi. Chỉ em bấm. Chị qua chị bấm nguyệt em giùm. Ừ. Chị thích em nè. Bắt tay với em cái nè. Một người đàn ông rất là mạnh mẽ. Đúng. Rõ quan điểm ngay từ đầu. Thích là bấm. Vì sao? Vì sao bấm đúng màu xanh? Như em chia sẻ từ đầu á, thì em quan trọng cái cảm giác đầu tiên hơn. Em thấy là bạn nữ bên ghế màu xanh nó có vẻ có nét tương đồng với em, cho nên em mới bấm. Hồi nãy chị hỏi bạn đó, bạn nói là nhìn thấy em bạn không có, chưa có cảm xúc gì hết. Em có nghe không? Có. Và lúc đó em suy nghĩ như thế nào? Em nghĩ là bây giờ tại vì cái gì cũng vậy hết. Cái thời gian ban đầu khi mình ngồi trong trường quay này, thời gian nó quá ngắn. Mình không thể nào cảm nhận hết được về nhau có. Thì cái chuyện vấn đề mình không rung động chỉ hết sức bình thường. Có nghĩa là người chàng trai này rất là quyết đoán. Rất như là quyết tôi định. Thích là tôi bấm. Em không có chút rung động nào luôn hả cơ? Chưa có rung động gì. Một cả. Người là không có rung động mà một người là có rau có xăm là bỏ luôn. Trời đất ơi. Còn em vẫn giữ lập trường là một tờ giấy trắng. Vì sao em không bấm? Vì em nghĩ cái cảm giác của em cũng là chưa có phù hợp với anh nào ấy. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Lý do tại sao hôm nay em không có lựa chọn được ai? Nói chung là hai bạn rất là xinh về cá tính, về mọi thứ, công việc này nọ. Mọi người rất là ok nhưng mà nhiều khi nó còn phải có cái tình yêu sét đánh. Có nghĩa là hiện tại chưa có cái cú sét. Thôi mời các bạn đứng lên. Thưa quý vị, hôm nay là Cát Tường và Hứa Minh Đạt cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng mà mọi người cũng thấy rồi đó là chúng tôi đã thất bại. Thì nói chung thất bại lần này thì ta sẽ cố gắng ở lần sau. Chị Tường thay mặt cho chương trình cũng rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đăng ký tham gia chương trình.